Cho đến hiện nay thì những cái nghiên cứu chung thấy rằng cái tình trạng loãng xương của mình nó đang bị trẻ hóa. Giới trẻ ăn uống dinh dưỡng không hợp lý và tình trạng thiếu hụt canxi, vitamin ở giới trẻ khá là phổ biến. Kèm theo giới trẻ của mình nó lại hơi bị ít vận động, thậm chí gọi là lười vận động. Và chính vì vậy cái nguy cơ loãng xương hay là thiếu xương ở giới trẻ đang là một vấn đề mà cần báo động. Vì vậy con của nhân vật thì nên bổ sung cái viên vững cốt theo mẹ và nên tăng cường vận động. Và nếu cần thì có thể phải đi khám để xem mình có thiếu và thiếu tới mức độ nào để mình bổ sung. Tại vì theo kinh nghiệm của bác sĩ Thư ở phòng mạch khám thấy rất là nhiều em còn rất là trẻ. Thậm chí có hai mươi mấy, chưa đến 30 tuổi nhưng mà khối lượng xương rất là thấp. Khối lượng thấp là có nguy cơ cao của loãng xương. Và cái lượng canxi trong máu cũng thấp mà lượng vitamin D trong máu cũng thấp luôn. Thành ra là cái việc khi mà quá thấp thì việc bổ sung lại còn phải tích cực hơn rất là nhiều so với việc mà mình dùng sáng một viên, chiều một viên.